Hey mọi người, sẵn tiện Vân chia sẻ cho mọi người xem. Đó, hiện giờ những cây cải bè xanh đỏ của Vân nè. Nó là cái màu đỏ tím á mọi người. Lên rất là tốt luôn. Vân phải di dời, Vân chuyển đổi chứ. Mấy con ốc sên nó phá quá mọi người ơi. Nó vẫn còn ăn lá của mình nè mọi người thấy không. Cũng may Vân gieo rất là nhiều luôn. Cho nên giờ Vân cũng còn được một số như vậy á. Chứ không thôi là nó ăn sạch luôn trong cái thùng thấp ở dưới đất á mọi người. Màu của nó rất là đẹp luôn mọi người, Vân mê cái màu này lắm luôn á. Nó giống như cái màu rượu đỏ vậy đó. Xin chào mọi người. Hôm nay Vân muốn chia sẻ đến với mọi người á những cái cây củ cải đỏ mà Vân đã gieo từ hạt. Tính đến thời điểm này là được 4 ngày đó mọi người. Tại vì lúc Vân gieo á là cũng trễ á, tối rồi. Cho nên Vân làm nhanh rồi đi ngủ, Vân không có quay video cho mọi người xem. Thì Vân cũng sẽ chia sẻ cho mọi người xem đây là cái gói củ cải đỏ nè cả nhà. Đó, cái giống này là giống của châu Á mình nha mọi người, của Trung Quốc hết cả nhà. Ở bên này có bán giống này cho nên Vân cũng sẽ trồng thử. Bởi vì thời điểm hiện giờ là thời điểm mình vẫn có thể mình trồng được củ cải nè cả nhà. Đó, người ta ghi rất là rõ luôn. Ở trong cái gói này thì bao gồm có 100 hạt. Và thời gian mà mình có thể trồng đó là từ tháng 7, tháng 8. Đó, rồi người ta cũng cho mình xem luôn cây nó sẽ lên cao bao nhiêu. Và cái thời điểm mà mình có thể thu hoạch đó là tháng 8 cho tới tháng 10. Và cái thời gian mà để nó lên cây là từ 5 cho tới 15 ngày nè mọi người. Người ta có chỉ dẫn rất là rõ. Vân rất là thích mua hạt giống của cái công ty này ở bên đây á mọi người. Đó thì Vân cũng gieo thử cũng có hai hàng như vậy là cũng hơn 12-13 cây á. Để Vân coi coi nó như thế nào rồi Vân sẽ tìm chỗ tiếp để mà Vân gieo tiếp thêm một số nữa nha cả nhà nha. Thì hôm nay Vân có ra vườn mà mấy ngày nay cả tuần trời nó mưa hoài luôn á cả nhà ơi. Bây giờ bắt đầu nó cũng sang thu rồi. Nó rất là lạnh cho nên bây giờ Vân sẽ ra vườn á, lúc hồi chiều làm nhanh những cái ly đất như vậy nè cả nhà. Đó, thì đất là Vân lấy một phần đất vườn và Vân trộn với phần đất mà mình mua sẵn á, rất là tốt luôn. Nó có chất dinh dưỡng đầy đủ hết tất cả trong đó rồi. Giống như Vân cũng đã trồng biết bao nhiêu rau của Vân lên á, khá là xanh tốt luôn cả nhà. Thì bây giờ Vân sẽ sang những cái cây củ cải đỏ này qua đây để cho nó lên cho nó khỏe một tí. Và khi mà cây nó lên khỏe trong cái ly như vậy nè cả nhà, Vân thấy trồng trong những cái ly nhựa này rồi sang xuống đất hoặc là sang qua chậu to nó rất là hiệu quả luôn cả nhà. Bởi vì khi mà cây nó khỏe, nó bám đất, nó bám rễ nhiều ở trong cái chậu, cái ly nhựa này nè, ly đất này, thì mình chỉ việc mình đổ nó ra và mình cho nó xuống đất hoặc là vô những cái thùng chậu lớn thôi. Thì mình không có sợ cây nó sẽ bị mất sức và nó sẽ bị héo nha cả nhà nha. Bây giờ Vân sẽ tranh thủ làm rồi Vân sẽ chia sẻ cho mọi người xem tiếp nha. Vân phải rinh nguyên cái đám này về nhà để Vân làm á mọi người. Tại hồi nãy ở ngoài vườn quá là mưa luôn, mưa lớn mà lạnh nữa. Đó, cho nên ngồi ở ngoài không nổi, Vân phải đành rinh về nhà Vân làm rồi ngày mai Vân sẽ đem ra nhà kính để Vân để cả nhà nha. Nhìn nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Mọi người thấy cái thân không? Nó hơi đỏ đỏ như vậy nè. Bây giờ Vân sẽ dùng cái muỗng nhựa như vậy nè mọi người. Vân sẽ sắn một cái cục đất nhỏ. Đó, bởi vì trong đây Vân rải cỡ 2-3 hạt vô một cái khay này nè mọi người. Đó thì Vân sẽ sắn nó và Vân sẽ chuyển nó qua, nó dính cục đất này thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người nha. Bây giờ Vân làm nhanh và chia sẻ cho mọi người xem sau. Đây nè cả nhà, Vân đã lấy ra được một cái cây rồi nè cả nhà. Nó dính rễ vô như vậy nè. Đó. Cái thân nó có màu hồng hồng đỏ đỏ dễ thương. Rồi bây giờ mình chỉ việc á, Vân ví dụ như Vân sẽ mình dằn cho đất nó hơi nén nén một tí nha cả nhà nha. Đó rồi mình chỉ việc á, mình làm một cái lỗ nhỏ như vậy nè, rồi mình cho cái cục đất đó xuống. Chỉ việc mình cho
cái cây của nó xuống như vậy nè mọi người. Đó, nó qua khỏi cái rễ nha cả nhà nha. Mình ấn nó xuống. Bây giờ bởi vì Vân cũng vừa cầm máy quay vừa làm á mọi người. Ông xã Vân ngủ rồi cho nên không có nhờ được. Đó, bây giờ Vân làm xong thì Vân sẽ chia sẻ cho mọi người xem cho nó dễ hơn nha cả nhà nha. Đây, bây giờ Vân lấy cái chân đứng, Vân sẽ quay cho mọi người xem cho rõ nha. Thì mình dùng cái muỗng hay cái đũa gì á, mình lấy cái cây con lên cũng được nha mọi người. Mình sắn nó lên như vậy nè, đó. Mọi người thấy không? Nó hiện giờ là nó ra nguyên một cái cục đất như vậy. Đó. Thì Vân sẽ bây giờ ví dụ như Vân sẽ dùng cái cây này, Vân ém đất xuống, đừng có nén chặt quá nha cả nhà. Tại vì sẽ dĩ mình nén như vậy á, là để khi mà mình tưới nước á, thì nó sẽ không có bị lún đất của mình, nhưng mà cũng đừng có nén chặt quá nha cả nhà. Rồi Vân cũng dùng một cái đũa như vậy nè, làm một cái lỗ ở giữa, cũng đừng sâu quá. Rồi và Vân cứ cho thẳng cái rễ của củ cải đỏ của mình nè. Đó, mình cứ cho xuống dưới như vậy. Đó, và mình ấn nhẹ nó xuống để cho nó ăn với phần đất nha mọi người. Đó, như vậy nè. Cũng đơn giản thôi mọi người. Đất nó rất là tốt luôn cả nhà, nó xốp, nó mềm, nó mịn á, và nó có nhiều cái xơ á mọi người. Đó, và mình chỉ việc mình ấn nhẹ nó xuống ở giữa như vậy để chút xíu nữa đất của mình nó không có bị lún ha cả nhà ha. Và bây giờ Vân sẽ làm tiếp một cây khác nha mọi người. Sẽ chuyển cái này qua đây cho nó dễ, cho mình không có đụng cái cây con của mình nha. Có mọi người thấy không? Đất mà nó có những cái xơ như vậy. Đó, Vân cũng sẽ ấn nhẹ nó xuống để chút xíu nữa mình tưới nước đó mọi người, nó không có bị lún quá sâu. Và Vân sẽ dùng cái đũa, Vân làm một cái chấm giữa như vậy để mình để cái cây của mình vô cho nó dễ nha mọi người. Và bây giờ Vân sẽ tiếp tục với cái cây này. Vừa thấy không, rễ của nó rất là khỏe luôn nè. Chỉ mới có 4 ngày thôi đó mọi người. Củ cải nó lên tốt lắm, nó lên rất là nhanh. Nó lên khá là nhanh. Đó, Vân ấn nhẹ nó xuống nha mọi người nha. Ấn nhẹ nó xuống. Rồi xong rồi mình lấy đất á, mình tách 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 ra xung quanh. Đó, cho cái cây nó giữ đất với cái rễ của nó dưới á. Và sau khi Vân làm xong hết cái đám ly này á, thì ngày mai khi mà đi làm về sáng á, Vân sẽ tranh thủ Vân mang nó ra, Vân sẽ cho nó vào nhà kính để nó dưỡng sức cỡ độ 2-3 ngày á. Hoặc là mình cứ để 1 tuần luôn cho nó ra cây khỏe luôn cũng được đó mọi người. Bởi vì cái ly này á, mọi người thấy không, nó cũng khá là cao. Nó cũng hơi dài. Thì mình có để 1 tuần cũng ok luôn mọi người. Thì đến tuần sau á, ví dụ như cuối tuần rảnh thì bắt đầu mình cho nó ra đất luôn cũng được luôn đó mọi người. Và bây giờ Vân sẽ làm tiếp những cây còn lại nha cả nhà nha. Nãy giờ Vân làm cũng được nhiều rồi đó mọi người. Hiện giờ là chỉ còn 3 cây thôi. Vân cho mọi người xem nè. Mọi người thấy không, mới bên lớn mà cái rễ nó cũng ra nhiều lắm cả nhà. Đó, mà cái cây nó cứng cáp lắm. Bây giờ Vân sẽ làm tiếp cái này cho mọi người xem nha. Đó, cũng đơn giản, mọi người thấy không, ấn nhẹ nó xuống. Vân thấy làm như vậy nó hiệu quả lắm mọi người. Bởi vì khi mà cái cây con nó ra, nó bám, cái rễ nó bám chặt vào cái ly đất này nè. Đó là mình cứ úp nguyên cái cục đất đó, mình cho nó vào đất luôn. Đó, mình không có sợ cây nó hả héo, nó chết gì hết trơn á. Là một phần là Vân trồng, có 2 vợ chồng mà mọi người. Đó, Vân trồng mỗi thứ một ít ít vậy đó. Thứ nhất là vui cho vui, với lại để có ăn luôn. Tại vì Vân thấy trồng đơn giản như vậy, gieo đơn giản như vậy mà nó rất là hiệu quả. Bởi vì Vân đã thử gieo hàng loạt cải bè xanh luôn, cũng như là cải thìa, thì Vân thấy nó hiện giờ ở ngoài vườn Vân nó đang lên rất là tốt luôn mọi người. Cho nên Vân mới mang đến chia sẻ cho mọi người cùng xem.
để mọi người cứ làm thử, mình cảm thấy cái cách nào mà nó tiện lợi, nó dễ dàng mà cây lên tốt á thì mình làm cả nhà ha. Đó, bây giờ ở đây nè Vân chỉ còn có 2 cây thôi, mọi người thấy không? Đó. Rồi bây giờ Vân đã chuyển xong hết tất cả những cái cây củ cải đỏ của Vân xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình chỉ việc mình tưới hành, mình tưới nước. Rồi ngày mai á, mọi người hãy cùng mình đi ra vườn để mang những cái cây con này vào nhà kính để nuôi dưỡng cỡ độ 2-3 ngày. Rồi mình có thể để cho nó khỏe lại đó mọi người, và nó ra rễ nhiều thì mình có thể mình sẽ lấy nguyên cái cục đất này mình sẽ trồng xuống đất, hoặc là trồng trong những cái thùng chậu to hơn như cả nhà nha. Còn nếu mà mọi người bận quá thì mọi người cũng có thể để nó trong cái ly như vậy cả tuần luôn cũng được nữa. Bởi vì thời gian để cho nó ra rễ nhiều á cũng lâu chứ không phải là mau đâu. Đó, rồi đến cuối tuần á mọi người rảnh thì mọi người bắt đầu có thể tiến hành chuyển nó qua đất luôn cũng được nha cả nhà nha. Bây giờ Vân sẽ tưới nước cho nó nha mọi người. Lần đầu thì mình cứ tưới cho nó ướt đẫm một tí nha cả nhà. Rồi mấy ngày sau thì mỗi ngày mình cứ tưới một ít, bởi vì nó cũng là cây con thôi, cho nên mình không cần phải tưới quá nhiều đâu mọi người. Và mọi người hãy tiếp tục cùng với Vân, ngày mai sẽ mang tụi nó ra vườn để trong nhà kính nha cả nhà nha. Để cỡ độ 2-3 ngày gì đó mình có thể mang cái cục đất này đi mình trồng, hoặc là nếu mà mọi người bận quá đó thì mình có thể để luôn cả tuần cũng được mọi người. Đó, thì đến cuối tuần rảnh á mình cho nó ra rễ càng nhiều thì càng tốt, rồi mình sẽ cho nó ra đất hoặc ra thùng chậu lớn hơn cả nhà ha. Đó, mọi người hãy tiếp tục cập nhật cùng với Vân những cái cây củ cải đỏ này để xem coi tụi nó phát triển như thế nào nha mọi người. Vân cũng sẽ tiếp tục cố gắng cập nhật tình hình của tụi nó cho mọi người cùng xem. Chào mọi người, hiện giờ thì Vân đang ở ngoài vườn á, và sẽ muốn chia sẻ đến với mọi người. Hôm nay á, Vân sẽ chuẩn bị chiết hết tất cả những cái cây củ cải đỏ của Vân qua đất nha mọi người nha. Tính tới thời điểm hiện giờ á, thì những cây củ cải đỏ này á, Vân đã gieo được 13 ngày rồi đó mọi người. Nó lên rất là tốt luôn á, cả nhà thấy không? Đó, nhưng mà trong đó đó thì chỉ mới 9 ngày thì Vân chiết những cây con qua những cái ly nhựa như vậy thôi. Mà mọi người thấy không, từ lúc chiết lên đó là nó lên ra lá tốt nè, thân cây nó cũng cứng cáp. Nhưng mà có một cây bị gãy thì Vân bỏ rồi mọi người. Thì bây giờ là Vân sẽ lấy hết tất cả những cái ly củ cải đỏ này Vân cho vào một cái thùng đất lớn nha cả nhà nha. Và sẵn tiện Vân cũng chia sẻ với mọi người, đây là những cái cây cải thìa đỏ của Vân cũng gieo rồi nè mọi người. Nhưng mà Vân cũng không nhớ là Vân gieo cùng lúc với lại những cây củ cải đỏ này hay không luôn á. Mà thường á, những cái cây cải á, sau 2 ngày thôi nó đã lên mầm, và mọi người cứ chuyển nó qua những cái ly nhựa như vậy là nó lên rất là khỏe. Và từ những cái ly nhựa như vậy á, mình cứ đổ ra mình bỏ trực tiếp vào đất luôn thì mình sẽ không sợ những cái cây con của mình đó mọi người nó sẽ bị chết hoặc là bị héo hoặc bị không khỏe nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng Vân dời hết tất cả cái đám này ra ngoài cái thùng đất lớn, và mọi người hãy cùng tiếp tục theo dõi với mình nha. Đây mọi người, Vân đã chuyển hết tất cả những cái cây củ cải đỏ cũng như là cải thìa đỏ trong một cái thùng như vậy để Vân dễ di chuyển ra ngoài á. Đó, coi như là Vân sẽ cho tụi nó vô chung một chỗ luôn nha mọi người. Còn đây là cái thùng đất nè cả nhà, Vân đã chuẩn bị sẵn sàng luôn. Vân xới đất lên làm tốt đất thiệt là tốt luôn mọi người. Đây là cái thùng đất mà lúc trước á mình thu hoạch khoai tây á, rồi xong Vân sẽ đổ thêm một cái phần đất mới vào nữa và cho thêm compost là cái phân mà mình ủ á, từ những cái lá cây này nọ trong vườn hả cả nhà.
Đó thì bây giờ mình đã có một cái thùng đất như vậy, nó tương đối cao để cho những cái con ốc sên hay sâu nó sẽ khó mà có thể mà leo lên được tới đây nha mọi người. Chứ mình á mà trồng thấp quá rồi nó phá hết tất cả luôn đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chiết những cái cây củ cải đỏ cũng như là cải thiện đỏ qua đây luôn nha mọi người. Đây mọi người, Vân đã lấy ra thử một cái ly củ cải đỏ, mọi người thấy không, rễ của nó là hiện giờ ra cũng khá là nhiều luôn và nó ăn sâu ở dưới đất như vậy. Thì Vân chỉ việc Vân lấy ra như vậy và Vân làm một cái lỗ sẵn á, rồi mình cứ việc mình đặt nguyên cái cây của mình vào nha cả nhà nha. Ui cha, đó. Như vậy thì mình sẽ không có sợ là nó bị bể rễ. Rồi sau đó thì mình cứ việc mình nhấn nó xuống nha cả nhà. Nhấn nó xuống tí xíu rồi mình cứ lấp đất xung quanh. Đó, mình cứ làm như vậy. Rồi mình sẽ làm cho tới hết luôn những cái cây còn lại nha cả nhà nha. Bởi vì cái thân của nó hơi dài á, khi mà rễ nó đã ra khỏe chắc rồi nó bám á, thì thân của nó sẽ đứng lên trở lại nha mọi người. Đó thì mọi người làm, mọi người ấn nó xuống như vậy để cho nó ăn với cái phần đất á. Rồi bây giờ Vân sẽ tiếp tục làm hết những cái phần còn lại nha cả nhà. Cả nhà thấy cái thân nó màu hồng rất là đẹp luôn. Đó. Lá ra tốt luôn đó mọi người. Cuối cùng thì mình đã làm xong hết tất cả rồi mọi người. Đó, Vân đã chiết hết những cái cây củ cải đỏ với lại một ít cải thìa cùng với nhau luôn nè cả nhà. Thì cũng dễ lắm, nãy giờ Vân cũng ráng tranh thủ làm cho nhanh đó mọi người. Bây giờ trời nó cũng sắp, nó cũng đã sang thu rồi. Trời lạnh, se lạnh. Cho nên dù có nắng đi chăng nữa đó thì mình ngồi ngoài vẫn lạnh lắm mọi người. Đó thì Vân ráng Vân tranh thủ Vân làm á, thì cũng như nãy Vân nói á, mình cứ làm một cái lỗ xong rồi mình cứ bỏ nguyên cả cái cục đất của cái cây, những cái cây cải của mình xuống dưới như vậy, và cái khoảng cách của nó như vậy nè mọi người, cho nó đều ra để nó có cái không gian á, nó phát triển. Thì bây giờ mọi thứ cũng đã xong rồi. Vân cũng mong mọi người hãy tiếp tục đồng hành với mình để xem coi tụi nó phát triển như thế nào nha mọi người nha. Nhìn rất là dễ thương, cái màu rất là đẹp luôn á mọi người. Đó, cái thân của củ cải đỏ nè. Và đây là cây cải thìa đỏ của mình luôn. Cái màu rất là xinh. Cái màu nó y chang như cái màu của cải bẹ xanh vậy đó cả nhà. Bây giờ Vân sẽ qua bên kia, Vân quay cải bẹ xanh cho mọi người xem luôn nha. Và đây là những cây cải bẹ xanh đó mà Vân đã chiết ra những cái con từ những cái ly nhựa đó mọi người. Đến thời điểm này cũng 2 tuần rồi đó cả nhà. Và Vân cảm thấy khi mà Vân chuyển trong cái thùng đất lớn và cao như vậy thì ít có bị sâu hoặc là mấy cái con ốc sên nó phá nha mọi người nha. Cũng có thôi nhưng mà không có đáng kể. Nó không có ăn sạch hết tất cả của mình. Bây giờ Vân cũng sẽ kiểm tra cái thùng này có thì Vân giúp tụi nó đi luôn. Và bên kia cũng còn rất là nhiều á cả nhà. Đây mọi người, sẵn tiện Vân chia sẻ cho mọi người xem. Đó, hiện giờ những cây cải bẹ xanh đỏ của Vân nè. Nó là cái màu đỏ tím á mọi người. Lên rất là tốt luôn, Vân phải di dời, Vân chuyển đổi chứ. Mấy con ốc sên nó phá quá mọi người ơi, nó vẫn còn ăn lá của mình nè mọi người thấy không. Cũng may Vân gieo rất là nhiều luôn cho nên giờ Vân cũng còn được một số như vậy á. Chứ không thôi là nó ăn sạch luôn trong cái thùng thấp ở dưới đất á mọi người. Màu của nó rất là đẹp luôn mọi người, Vân mê cái màu này lắm luôn á. Nó giống như cái màu rượu đỏ vậy đó. Nó không hẳn là đỏ nhưng mà nó cũng không phải là tím hoàn toàn, nó là màu đỏ tím á cả nhà. Đó thì Vân hy vọng là sớm Vân cũng sẽ có cải bẹ xanh với lại cải thìa nữa cả nhà. Đó, để Vân dùng nha mọi người nha. Thì đây là cái phần cái thùng xốp nè, lúc trước là nó nằm ở dưới thấp như vậy. Đó cho nên cũng bị ăn rồi nè, Vân cũng đã tỉa bớt rồi đó mọi người. Nhưng mà giờ Vân là biết rồi, Vân cho nó lên luôn.
nằm cái thùng cao luôn đó. Đây là cải thìa của mình nè mọi người, nó nó cả nhà thấy không. Và Vân cũng không biết là bây giờ nó mình đã có thể thu hoạch được chưa, hay là Vân đợi một tí xíu nữa cả nhà, Vân sẽ về Vân xem coi như thế nào. Đó thì mọi người hãy tiếp tục cùng với mình cập nhật những cái cây củ cải đỏ với lại cải thìa đỏ của mình nha cả nhà nha. Vân sẽ tiếp tục chia sẻ đến với mọi người cùng xem cho vui nha. Bây giờ video Vân sẽ xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video. Và hy vọng mọi người cũng sẽ thích video này. Xin đừng quên hãy nhấn like và đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video về cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực và cuộc sống thường ngày ở Thụy Điển nha mọi người. Vân chúc mọi người có cuối tuần thật là vui và luôn nhiều sức khỏe.